Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự quốc tế của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Mỹ đã triển khai máy bay ném bom B-1B tham gia cuộc tập trận không quân chung với Hàn Quốc và Nhật Bản trên vùng biển xung quanh bán đảo Triều Tiên. Cuộc tập trận ba bên diễn ra trên vùng biển phía đông đảo nghỉ dưỡng Jeju, miền nam Hàn Quốc, với mục tiêu tăng cường năng lực của ba nước trong việc ứng phó với các mối đe dọa. Các máy bay chiến đấu F-15K của Hàn Quốc, F-16 của Mỹ và F-2 của Nhật Bản cũng tham gia cuộc tập trận. Cuộc tập trận diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Triều Tiên xác nhận phóng ICBM qua sông 18, vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thứ 5 của nước này trong năm nay. Bình Nhưỡng khẳng định vụ phóng thử này không gây tác động tiêu cực tới an ninh của các nước láng giềng, nhưng theo đánh giá của Nhật Bản, tên lửa mới nhất của Triều Tiên có khả năng vươn tới mọi địa điểm trên lãnh thổ Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã áp đặt biện pháp trừng phạt mới đối với 10 thực thể và 4 cá nhân ở Iran, Malaysia, Hồng Kông, Trung Quốc và Indonesia với cáo buộc hỗ trợ sản xuất thiết bị bay không người lái cho Iran. Theo Bộ Tài chính Mỹ, mạng lưới trên đã hỗ trợ việc mua sắm trang thiết bị trị giá hàng trăm nghìn đô la Mỹ cho một đơn vị thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và chương trình sản xuất thiết bị bay không người lái. Lâu nay, Washington vẫn cáo buộc Tehran cung cấp thiết bị bay không người lái cho Nga để sử dụng ở Ukraine. Tuy nhiên, Iran bác bỏ cáo buộc trên, khẳng định chỉ sản xuất thiết bị bay không người lái để sử dụng trong nước. Động thái mới này của Mỹ có thể gây thêm cản trở đối với tiến trình nối lại đàm phán về khôi phục thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành sắc lệnh tịch thu cổ phần trị giá hàng tỷ đô la Mỹ từ 2 công ty của Áo và Đức trong các dự án khai thác khí đốt ở vùng Bắc Cực. Bên cạnh đó, Moscow cũng khẳng định nước này không bị ảnh hưởng bởi các biện pháp trừng phạt mới của Liên minh châu Âu EU. Sắc lệnh vừa được Tổng thống Putin ký ban hành nêu rõ, cổ phần của 2 công ty nói trên trong các dự án khí đốt ở khu vực Siberia sẽ được chuyển giao cho các công ty mới thành lập của Nga. Moscow cũng cho biết, sắc lệnh trên nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia của nước này khi phương Tây đã có các hành động không thân thiện liên quan đến các tài sản của Nga. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov ngày 19 tháng 12 cho biết các biện pháp trừng phạt mới của EU nhằm vào mặt hàng kim cương của Nga sẽ không đạt được mục tiêu khi thị phần của Nga trên thị trường kim cương khá ổn định. Những động thái trên được đưa ra trong bối cảnh EU vừa thông qua gói trừng phạt thứ 12 nhằm vào Nga. Gói trừng phạt này cũng bổ sung hơn 140 cá nhân và thực thể vào danh sách phong tỏa tài sản. Sau nhiều phiên đàm phán kéo dài, các nước thành viên Liên minh châu Âu EU cuối cùng đã đạt được thỏa thuận về việc sửa đổi luật di cư và tị nạn của khối với những điều chỉnh nhằm đáp ứng hiệu quả hơn tình hình hiện tại. Các cải cách bao gồm đẩy nhanh thủ tục kiểm tra với các trường hợp bất thường, lập các trung tâm tạm trú biên giới, đẩy nhanh quy trình trục xuất những người bị từ chối quy chế tị nạn và có cơ chế hỗ trợ giữa các nước EU để giảm áp lực lên các quốc gia có dòng người di cư lớn. Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen đã hoan nghênh thỏa thuận mới đạt được, cho rằng thỏa thuận sẽ cho phép EU phần nào giải quyết được một trong những thách thức chung lớn nhất của khối hiện nay là dòng người tị nạn đang gia tăng mạnh. Giới chức Trung Quốc cho biết lực lượng ứng phó khẩn cấp hiện chuyển trọng tâm sang điều trị những người bị thương ổn định cho người dân cũng như khắc phục hậu quả do trận động đất gây ra ở các tỉnh Cam Túc và Thanh Hải, miền Tây Bắc nước này. Tại Cam Túc đã có ít nhất 113 người thiệt mạng do động đất, trong khi số người bị thương tăng lên gần 800 người. Hoạt động tìm kiếm và cứu nạn đã diễn ra liên tục trong hơn 2 ngày trong điều kiện thời tiết giá rét, nhiệt độ ban đêm nhiều khu vực giảm xuống âm 15 độ C từ đêm 19 tháng 12. Trong điều kiện như vậy, các chuyên gia cho biết những người bị thương và mắc kẹt có thể chỉ sống được từ 5 đến 10 giờ đồng hồ. Trong khi đó, quan ngại gia tăng khi Cục Địa chấn tỉnh Cam Túc dự báo, khu vực xung quanh tỉnh Cam Túc sẽ có thể hứng chịu những đợt dư chấn có độ lớn lên tới 5 độ trong những ngày tới. Nhằm giúp làm vơi bớt nỗi đau bệnh tật cũng như khích lệ tinh thần cho các em nhỏ không may mắc bệnh phải nằm viện, mới đây, một sĩ quan cảnh sát Tây Ban Nha đã hóa trang thành nhân vật người nhện để đến thăm các bệnh nhi tại một bệnh viện thuộc tỉnh Malaga, Tây Nam nước này. Trong trang phục đặc trưng, người nhện Eduardo Banboa không ngại treo mình trước cửa sổ phòng bệnh để tương tác với các bệnh nhi bằng những cử chỉ ân cần như gửi những nụ hôn hay thực hiện những động tác biểu tượng của nhân vật siêu anh hùng mà nhiều trẻ em yêu thích. Banboa cho biết đây là món quà mang lại chút niềm vui và an ủi, giúp các bạn nhỏ mỉm cười lạc quan khi phải chống chọi với bệnh tật và thậm chí không thể về nhà vào dịp Giáng sinh này. Banboa bắt đầu nảy ra sáng kiến hóa thân thành siêu anh hùng để động viên các bệnh nhi từ năm 2014. Anh cho biết bản thân cảm thấy rất hài lòng khi mang lại nụ cười cho các bạn nhỏ đang gặp khó khăn cũng như cho gia đình của các em.
Bản tin thời sự quốc tế của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh cũng xin được kết thúc tại đây. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.